Hello anh em, tôi đã quay trở lại rồi he. Sau mấy ngày ăn chơi sa đọa thì cũng quay lại thôi. À nay là con xe bơ phở di vàng ngọc nhé. Siêu ngon luôn, nhiều nở bê xe mới, chức năng mới. Này nó bắt mình phải ra bà hạt mít nhận rồi. Thôi nhận tạm con đệ tử, chạy qua làng anh du xem có gì không ha. Đủ đệ có 5 ông sở cứu luôn cơ à. Ngon rồi ngon rồi. Con bùn ma này nó để tặng cùa mà tôi không gì tặng nó. Con này là để mở trứng bét với đổi pet đây. Lượn qua đảo Kame coi tí mới được. Thằng gia cô này NKC sự kiện úp đồ rồi đổi cho nó rồi. Server gì lắm sự kiện vãi. Satan cũng chả có gì đặc biệt. Bà hạt mít có nhận vàng này. Tổ sư cai ông này nâng cấp đồ kích hoạt chức năng hay phết. Bà đốc này để đổi đệ với các món để nâng cấp đồ. Để tôi lấy thử ít bùa phù phép xem là cái gì. Chả hiểu gì, thôi đổi đệ cho anh em xem mấy con đệ server này. Link đăng ký bóc Zalo phiên bản tôi để dưới nhà anh em vô chơi server mới mở lên rất ngon nhé.